mến chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, ban biên tập Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Trở lại chương trình hôm nay sẽ được điểm qua những bản tin chính sau đảng Dân Chủ chuẩn bị chơi quân bài ga can thiệp để từ chỗ chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Donald Trump nhận tin cực vui ngày trước giờ si tại bang Michigan, thêm một mảnh tướng gia nhập quân đội MAGA. Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung với chiến đấu cơ tàn hình. Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene trong một tweet mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng đảng Dân Chủ đang chuẩn bị chơi con bài Nga can thiệp một lần nữa trước cuộc bầu cử tổng thống. Tuyên bố này được nghị sĩ Taylor Green viết trên mạng xã hội X ngày 26 tháng 2 rằng đảng Dân Chủ biết rằng Trump sẽ thắng, cho nên bọn họ đang lên kế hoạch từ chối công nhận chiến thắng của ông Trump và nếu Donald Trump trở thành tổng thống, họ sẽ ngay lập tức đưa ông ấy một lần nữa ra luận tội. Theo bà, các đảng viên đảng Dân Chủ đang bắt đầu kế hoạch đó bằng việc nói về ảnh hưởng từ thông tin sai lệch của Nga đối với cuộc điều tra của Quốc hội. Đồng thời, bọn chúng sẵn sàng cáo buộc những ai phản đối tài trợ cho xung đột ở Ukraine là những người ủng hộ Nga. Bằng cách nào đó, họ sẽ gán tội diệt chủng cho những người thuộc đảng Cộng hòa từ chối tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, như cách mà họ đã làm với ông Trump trước đó. Đảng Dân Chủ cùng với đám truyền thông thổ tả sẽ tung tin đảng Cộng hòa là những kẻ theo Nga ở mặt này mặt khác, mà lời đi thực tế rằng chúng tôi chỉ muốn bảo vệ biên giới đất nước và chúng tôi không muốn trả tiền cho các cuộc chiến của CIA nữa. Giới lãnh đạo Nga phản đối những luận điệu trước đây, cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở nước ngoài. Còn thuyết âm mưu định gán cho ông Trump tội thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, cuối cùng cũng bị chính quyền Mỹ bác bỏ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Donald Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên được đảng Cộng hòa đề cử, khi ông đã đè bẹp đối thủ duy nhất Nikki Haley tại năm bang chiến địa trong đó có sau Carolina là bang quê nhà của bà. Donald Trump nhận tin cực vui ngay trước giờ G tại bang Michigan, thêm một mảnh tướng gia nhập đội quân MAGA. Kính thưa quý vị thân mến, ngay trước thêm cuộc bầu cử tại bang Michigan ngày 27 tháng 2, Donald Trump tiếp tục nhận thêm tin vui, một mảnh tướng gia nhập đội quân MAGA. Mảnh tướng này chính là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Thune, phó lãnh đạo thiểu số Thượng viện, nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã tuyên bố tán thành cựu tổng thống Donald Trump sau khi tổng thống Mỹ thứ 45 chiến thắng thuyết phục bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina trước đối thủ Nikki Haley. Thượng nghị sĩ John Thune đã nói với nhiều hãng tin rằng ông sẽ ủng hộ tổng thống Mỹ thứ 45. Trước đó, ông Thune ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sĩ Tim Scott trước khi thượng nghị sĩ da đen này rút khỏi cuộc đua vài tháng trước. Tổng thống Trump gần đây đã nói rằng ông Scott có trong danh sách rút gọn phó tổng thống tiềm năng của ông. Cụ thể trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, thượng nghị sĩ Thun đưa ra tuyên bố, kết quả bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina cho thấy rõ ràng Donald Trump sẽ là đề cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống quan trọng năm nay. Lựa chọn đặt ra trước người dân Mỹ là rõ ràng, đó là Donald Trump hoặc Joe Biden. Ông Thun sau đó nói rằng, ông ủng hộ chiến dịch của tổng thống Trump để giành chức tổng thống và tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để thấy rằng ông ta có được đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện làm việc với ông nhằm khôi phục sức mạnh Mỹ ở trong nước và nước ngoài. Thượng nghị sĩ của Nam Dakota nói rằng đảng Cộng hòa nên sát cánh cùng Tổng thống Trump để kết thúc nghị trình thảm họa của Biden Streamer. Ông cũng nói thêm rằng nước Mỹ không thể chịu đựng thêm 4 năm của Binomics, chính sách kinh tế Biden, sự vô luật tiếp tục ở biên giới miền Nam và sự yếu kém của nước Mỹ trên vũ đài toàn cầu. Theo Palotpedia, cựu Tổng thống Trump cho đến nay đã giành được tán thành từ hơn một nửa số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện và khoảng 130 tán thành từ các dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ viện, trong đó có bao gồm các lãnh đạo của đảng Cộng hòa cùng với nhiều thống đốc đảng Cộng hòa. Trái ngược, bà Haley mới chỉ nhận được tán thành từ hai thống đốc đảng Cộng hòa, Chris Sununu của New Hampshire và Phil Scott của Vermont, cũng như một tán thành duy nhất tại Hạ viện của dân biểu Ralph Norman, đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina. Cho đến nay, Thượng nghị sĩ Johnny Ernst và lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell là hai nghị sĩ đảng Cộng hòa duy nhất trong ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, chưa công khai ủng hộ ông Donald Trump. Cựu Tổng thống Trump chưa lên tiếng về tuyên bố tán thành mình của ông Thun. Trước đó, ông Trump đã từng chỉ trích cả ông McConnell và ông Thun khi hai thượng nghị sĩ này tuyên bố rằng ông Trump đã không xử lý phù hợp các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Ông Trump năm 2022 cũng đã kêu gọi thách thức vị trí thượng nghị sĩ của ông Thun, nhưng sau đó, ông Thun đã tái đắc cử với khoảng cách lớn sau chiến thắng với 60% phiếu ủng hộ tại Nam Carolina. Ông Trump đã thắng tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cho đến đây, từ Iowa, New Hampshire đến Nevada, quần đảo Virgin và Nam Carolina. Ông Trump bây giờ đã giành được 107 cử tri đoàn, bà Haley được 17. Một ứng viên tổng thống cần 1.215 cử tri đoàn để giành được đề cử tổng thống 2024 của đảng Cộng hòa. Bà Haley đầu tuần này đã khẳng định rằng bà sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử ít nhất đến qua siêu thứ ba vào ngày 5 tháng 3, ngày mà đảng Cộng hòa tại 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, đồng thời tổ chức bầu cử sơ bộ chọn đề cử viên tổng thống 2024. Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung với chiến đấu cơ tàng hình Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc ngày 26 tháng 2 đã ra thông báo tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình tối tân. Các quan chức cho biết, máy bay của cả hai nước, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35A đã diễn tập đánh chặn tên lửa hành trình và xử lý các hành vi xâm phạm không phận cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo triều tiên nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un gần đây gọi hàn quốc là kẻ thù chính không thể thay đổi của triều tiên bình nhưỡng đã tiến hành phóng thử tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay dường như nhằm mục đích gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật giới chuyên gia cho rằng triều tiên sẽ sử dụng vũ khí này để tấn công quân đội hàn quốc mỹ và nhật bản trong tình huống xảy ra diễn biến bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Hamas Kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một tuyên bố ngày 26 tháng 2 đã khẳng định nhà nước Do Thái sẽ sớm đạt được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh với Hamas một khi họ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ lớn vào cực nam của giải Gaza. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đang phải đối mặt với áp lực quốc tế yêu cầu hủy bỏ chiến dịch Rafa, bởi vì 1,4 triệu thường dân đang tị nạn ở thành phố này sau khi họ phải sơ tán khỏi các vùng khác của Gaza do bơm đạn của Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu giải thích rằng thường dân sẽ được sơ tán tới những khu vực đã được giải phóng trước đó ở phía bắc của Rafa trước khi lực lượng phòng vệ Israel IDF càng quét thành trì cuối cùng của Hamas. Trao đổi trong cuộc phỏng vấn trên đài CBC ngày 26 tháng 2, ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công vào Rafa. Gaza sẽ được khoảng lại thời gian ngắn nếu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas được đàm phán thành công. Nhưng chiến dịch Rafa sớm muộn gì rồi cũng sẽ diễn ra. Ông Netanyahu nói, nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ triển khai việc đó. Đó phải được thực hiện bởi vì thắng lợi hoàn toàn là mục tiêu của chúng tôi và thắng lợi hoàn toàn là trong tầm với, không phải trong vài tháng mà là trong vài tuần một khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tấn công đó. Thủ tướng Israel khẳng định chiến thắng là trong tầm với, và quý vị không thể có chiến thắng cho đến khi quý vị tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Một khi chúng tôi bắt đầu hoạt động Rafa, thì giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến tranh là cách chiến thắng hoàn toàn vài tuần. Ông Netanyahu tiết lộ rằng, IDF đã tiêu diệt được 18 trong tổng số 24 tiểu đoàn Hamas tại Gaza và 4 trong 6 tiểu đoàn còn lại đang tập trung ở Rafa, thành phố gần biên giới Gaza, Ai Cập. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng, lực lượng Israel sẽ không ép thường dân Palestine trốn chạy sang Ai Cập vì như vậy sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ với Cairo. Khi được hỏi về những yêu cầu của Mỹ về kế hoạch đáng tin cậy để sơ tán người dân Gaza khỏi Rafah, ông Netanyahu nói, Chúng không phải bị Mỹ hối thúc, chúng tôi luôn thống nhất với Mỹ về kế hoạch này bởi vì đó là cách chúng tôi làm. Chiến tranh Israel-Hamas bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm Hồi giáo Palestine bất ngờ bố ráp vào Israel, giết hại khoảng 1.200 người và bắt 253 người làm con tin, các hoạt động tấn công trả đũa của Israel cho đến nay đã khiến gần 30.000 người tại Gaza thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu từ giới chức y tế Palestine. Thủ tướng Netanyahu nói rằng, cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc khi Israel đạt được ba mục tiêu quan trọng: tiêu diệt Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo rằng Gaza không bao giờ gây ra mối đe dọa với nhà nước Do Thái nữa. Các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang diễn ra và vòng đàm phán mới đã được khởi động tại Paris, Pháp hôm thứ Sáu, 23 tháng 2. Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận ngừng bắn chỉ có thể hoàn tất nếu Hamas rút lại những đòi hỏi điên rồ